Và vừa rồi á thì ông Đoàn Ngọc Hải đã lên chung với lại công ty, đi lên với cái chỗ mà xin oxy, để mà xin oxy. Chúng tôi đã lường trước được tất cả những cái thuyết âm mưu, cho nên trong cái bình oxy tôi đã ghi rồi là oxy miễn phí. Và 4 ngày liền ổng đi lên thì tôi nghe ổng lên, trong bụng tôi đã không vui rồi, nhưng mà vì tôi không khỏe. Nhưng sự thật bao giờ nó cũng là sự thật. Ổng lên xin oxy, đi với lại thiện nguyện Nhất Tâm. Sau khi xin oxy về thì ổng lại đi ghé một cái trạm nào đó, ổng bơm oxy. Thì ổng trả tiền oxy ở đâu không biết, nhưng ổng nhắn tin rằng là chỉ cho bình và oxy mua. Thì tôi hỏi ông Đoàn Ngọc Hải nè, ông là một người từng làm trong nhà nước, ông mua ở đâu, sao ông không nói mẹ nó ra ông mua ở đâu, mà ông nói nửa chừng để cho người ta nghĩ rằng là chúng tôi cho bình không có oxy. Vậy ông muốn cái gì ở Đại Nam này? Và mọi cái hành động thực cử chỉ của ông được con Thanh Trần đưa lên trên mạng, nhưng ông mới nhớ kỹ rằng tôi là nhân chứng sống đây, tôi chưa chết. Một cái âm mưu cực kỳ là tồi bại, cho nên buộc tôi phải đuổi ông ra khỏi Đại Nam này một cách lịch sự. Tụi nó âm mưu cái gì quý vị thấy rõ rồi, đúng không quý vị? Thứ nhất là muốn bôi nhọ chúng tôi, thứ hai là muốn gây xáo trộn trộn cộng đồng. Tôi đã ghi rất là rõ là oxy cho miễn phí, thế mà vẫn nói rằng chúng tôi bán oxy. Tôi tồi đến cái mức mà tôi đi lấy 50 triệu tiền oxy, 100 triệu tiền oxy. Thành ra tôi đuổi cổ ông ra khỏi Đại Nam là quá chính xác rồi. Và ông lên Đại Nam với cái mưu đồ gì đây? Ông nghĩ tôi kém thông minh dữ vậy sao? Ông nên nhớ tôi là CEO, là bà Tổng. Còn ông đã từng là một công chức của nhà nước. Và nếu mà nói về những cái dĩ vãng của ông á, tôi không có thiếu thông tin đâu nha ông Đoàn Ngọc Hải. Và bây giờ ông cũng là một công dân bình thường, chứ chẳng phải là quan chức gì cả. Cho nên đừng có bao giờ mà nghĩ rằng tôi không dám đụng ông và vạch mặt ông ra cho công chúng biết ông là ai nha ông Đoàn Ngọc Hải.